Chị em và chúng ta vừa mới ghi hình lại. Đó. Xin chào các anh chị em, chương trình của chúng ta đã được bắt đầu và rất là vui khi ngày hôm nay quý anh chị em có thể dành thời gian sắp xếp cái thời gian của mình để có thể đến với buổi gặp mặt với tác giả của quyển sách Hành trình khám phá sách Router, đó là mục sư Douglas SD của tối ngày hôm nay. So welcome to this evening with author Douglas SD this evening. Và ODB rất là vui được chào đón tác giả của quyển sách Hành trình khám phá sách Router, đó là mục sư Douglas SD, đã đến với Sách gia cơ, sách gia cơ, sách gia gia cơ. Dạ cơ. vâng, dạ vâng, sách gia cơ. Và mục sư đã dành thời gian của mình, bây giờ ở chỗ mục sư là 7 giờ sáng, bên chúng ta thì là buổi tối. Thì mục sư sẽ giải đáp những cái thắc mắc và chia sẻ những cái điều quan trọng trong sách gia cơ buổi tối ngày hôm nay. So we are pleased to welcome the author of the book The Journey Through James, Pastor Douglas Estee. So he will help us to answer questions in the Q&A part and share some important things when we read the book of James. So can you say something to the Vietnamese reader? Yes, good evening, and it's great to be with you. I'm hoping that the Lord may work with us together, so that we can study His Word more. Okay, xin chào tất cả quý vị. Tôi rất là vui trong buổi tối hôm nay để cùng với quý vị và chúng ta sẽ có một thời giờ để có thể cùng học hỏi và được biết biết thêm hơn nữa với nhau. Yeah, so thank you, Pastor. Và có thể hiểu rõ thêm được những điều mà mục sư Douglas SD chia sẻ buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cần một thông dịch viên, và đó là mục sư Lâm Hữu Phúc. Rất cảm ơn mục sư vì đã nhận lời của ODB đến và giúp đỡ trong phần phiên dịch tối hôm nay. And so we thank you, Pastor Lâm Hữu Phúc, for come here and help us in the translation tonight. Nhà mục sư có thể nói một vài lời với các độc giả đang tham dự buổi tối ngày hôm nay không ạ? Là xin chào tất cả các quý con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa vì tối hôm nay chúng ta có một cái chương trình cũng rất là đặc biệt trên chương trình online cùng với ODB trong cái hành trình để khám phá và đặc biệt đó là sách gia cơ. Tối hôm nay thì tôi cũng được mời để giúp cho cái phần chuyển ngữ của tác giả. Và xin Chúa ban phước cho chúng ta trong buổi tối hôm nay chúng ta có một thời gian để cùng học lời Chúa chung với nhau. Thật là phước hạnh và cũng như ở cùng với tất cả Chúa ở cùng với tất cả các anh chị em. Dạ, em xin cảm ơn mục sư Phúc rất là nhiều. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta cũng có cô Joe đến từ ODB ở Singapore, và cô cũng đến tham dự với chúng ta. Hello Joe, welcome to our program tonight. So can you say something? Hello to Vietnamese readers. Oh, so should I say chào Vietnamese friends? I À, just xin learned a chào new các word. bạn Việt Nam. Good evening everybody. Yeah. So glad that to meet you online, you know, to study the book of James, and we are very grateful. Oh, sorry, Pastor Lâm. Tôi rất là vui để gặp tất cả quý vị để cùng học chung với nhau sách gia cơ trong chương trình online này. So we are very grateful for Pastor Douglas to come and so to share. Chúng ta rất là biết ơn mục sư Douglas ST cũng đã đến để với chương trình để chia sẻ sứ điệp. You folks are privileged to hear online first view. After that we will send it out to many other readers. Chúng ta rất là vui và đây cũng là một cái vinh dự chúng ta để chúng ta có thể được nghe cùng tác giả trên chương trình online này. Exciting to learn together the book of James, you know, together with you. Thank you. Đây cũng rất là vui mà chúng ta cùng học chung với nhau trong sách Thư Tín Gia Cơ này. Yeah, thank you Joe so much for your sharing. Em cảm ơn mục sư Phúc đã dịch lại phần này rất là rõ ràng và chi tiết. Và bây giờ trước khi bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau dâng lời cầu nguyện và xin Chúa ở cùng trên chương trình của chúng ta, dẫn dắt và ban phước trên những điều mà chúng ta sẽ làm vào buổi tối ngày hôm nay. Thì em xin kính mời mục sư Lâm Hữu Phúc sẽ cầu nguyện. So before we start, so we will pray together and offer this journey to God so that he will be with us, guide us and bless us on what we are going to do tonight. So please, Pastor Lâm Hữu Phúc, please pray first. Rồi xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, là Đức Chúa Trời hằng sống, đấng chúng con thờ phượng và chúng con hầu việc Ngài.
Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho chúng con qua lời hằng sống. Tất cả những điều trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời được viết ra ở trong Thánh Kinh để giúp cho chúng con được học biết về Chúa một cách rõ ràng, và trong năng quyền của Chúa Thánh Linh giúp chúng con để chúng con làm theo lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con trong suốt một tháng qua. Chúng con có hành trình để khám phá trong Thư Tín Gia Cơ của tác giả Douglas Estie, và đầy tớ của Chúa đã trình bày lời của Chúa ở trong quyển hành trình khám phá Thư Tín này. Chúng con học được nhiều điều, và đặc biệt trong buổi tối hôm nay, trong cơ hội tốt lành qua những chương trình online như thế này, qua những màn hình nhỏ, và chúng con cùng được gặp nhau ở các con cái Chúa ở khắp nơi, và chúng con cùng được trò chuyện với tác giả là đầy tớ của Chúa đã viết được những bài học kinh thánh thật là rõ ràng, thật là quý báu. Xin Chúa Ngài cho đầy tớ Chúa, mục sư Douglas Estin sẽ trình bày sứ điệp thật rõ ràng, và rồi những câu hỏi của các độc giả cũng gửi đến ODB. Xin Chúa Ngài cũng cho đầy tớ của Chúa sẽ giải trình một cách rõ ràng, rồi chúng con được học lời Chúa và chúng con thấy được sự ngọt ngào ở trong lời của Chúa. Xin Chúa Ngài ở cùng với ban tổ chức ở trong chương trình của ODB, và cũng như ở cùng với chúng con trong đường live internet. Tất cả mọi sự được ở trong sự tể trị của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều. Con phó dâng chương trình này trong bàn tay yêu thương của Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào hành trình buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Trước khi chúng ta bắt đầu thì mình sẽ xem qua cái nội dung của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Xin nhờ bên bộ phận máy chiếu chiếu giúp mình phần nội dung chương trình. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 4 phần chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ được nghe phần chia sẻ từ tác giả của quyển sách, đó là mục sư Douglas Estie. Và sau đó thì chúng ta sẽ có phần nghỉ giải lao và chụp hình trong vòng 5 đến 10 phút. Và kế đến thì chúng ta sẽ đến phần hấp dẫn, đó là phần Q&A. Thì buổi tối ngày hôm nay do thời lượng có hạn nên chúng ta chỉ trả lời những câu hỏi được gửi đến trong cái quá trình học của các độc giả có gửi đến đó, thì ODB có chọn ra 7 đến 8 câu hỏi để mà có thể gửi cho diễn giả và trả lời trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay. Còn lại thì ODB sẽ gửi cái câu trả lời đến cho quý độc giả trong cái group Zalo sau đó, bởi vì thời gian không có hạn nên chúng ta chỉ trả lời 7 đến 8 câu hỏi ngày hôm nay thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ có phần thông báo và kết thúc. Dạ, bây giờ thì trước khi mà chúng ta bắt đầu vào cái phần chia sẻ của diễn giả thì Ngọc Tuệ cũng muốn có phần tương tác một chút với quý độc giả, bởi vì trong quá trình học thì chúng ta cũng chưa được gặp nhau và chúng ta cũng chưa được tương tác nhiều lắm, nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút về cái quá trình học của chúng ta. Thì bằng một cái trò chơi nhỏ, đó là chúng ta sẽ nghe cái câu hỏi và sau đó chúng ta sẽ ghi cái câu trả lời của mình vào phần chat. Nếu mà quý vị cảm thấy hiểu rõ cái câu hỏi rồi thì quý vị có thể cho một cái phần icon trái tim hay là gì đó để Ngọc Tử có thể biết là mọi người đã sẵn sàng không ạ? À? Dạ vâng. Dạ. Dạ rồi, nếu vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi thôi và quý vị cứ trả lời tự do ở trong phần chat, chúng ta sẽ cứ trả lời những cái gì mà chúng ta nghĩ và chúng ta đã trải qua trong quá trình đó thì chúng ta cứ ghi vào. Câu hỏi đầu tiên, hãy tóm tắt hành trình học sách Gia Cơ trong 30 ngày vừa qua bằng 3 từ, bằng 3 từ. Tóm tắt cái hành trình mà quý vị vừa học sách Gia Cơ trong 30 ngày vừa qua đó bằng 3 từ thôi. Ví dụ như là quá gian nan, quá khó khăn hay là học nhiều điều, vân vân, chúng ta hãy tóm tắt hành trình bằng 3 từ ạ. Chúng ta có thể ghi vào phần chat được không ạ? À, Ngọc Tài có nhận được một từ là nhiều điều mới. Dạ, quá hữu ích. Dạ, học ứng xử. Dạ, thật hữu ích. Dạ, quý anh chị em nào còn câu trả lời khác nữa không ạ? À? Nhưng mà chúng ta chỉ được dùng 3 từ thôi ạ. À. Dạ vâng, vậy thì câu hỏi số 1 của chúng ta kết thúc ở đây. Tại vì mình không có nhiều thời gian nên là mỗi câu hỏi Ngọc Tuệ chỉ cho một ít thời gian thôi. Dạ, giúp nhớ tốt, nhiều góc nhìn. Vâng, và Ngọc Tuệ sẽ xin mời một vài anh chị em chúng ta có thể mở mic và chia sẻ về cái câu trả lời của mình.
Ngọc Tuệ xin mời hai anh chị em ạ. Xin mời anh độc giả tên là Shalom Lê ạ. Dạ, xin mời anh có thể mở micro và chia sẻ là vì sao nó quá hữu ích. Anh có thể chia sẻ về cái từ của mình vừa trả lời không ạ? Alo. Dạ, Alo. vâng. Dạ. À, thì sách chơi kênh này thì lúc trước thì cũng từng nghiên cứu qua rồi. Đó, thì cái điều mà nó hữu ích ở đây đó là về cái cách thông thạo của cơ đốc nhân. Dạ vâng. Đôi khi mình nói là mình tin Chúa, nhưng mà đôi khi cái trong cái hành động nếp sống hàng ngày đó, thì đôi khi nó đi ngược lại với cái điều mình nói. Thì cái điều mà Gia Cơ nhắc lại đây thì nó cũng không phải là điều mới, nghĩa là giống như điều Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi đó, nghe và làm theo. Cơ đốc nhân mình đó thì chỉ nghe nhưng mà ít khi mình làm theo đó, thì đây là cái điều để nhắc nhắc mình cái khía cạnh đó. Dạ, vâng, cảm ơn lời chia sẻ của anh rất là nhiều. Điều đó cảm thấy là đem đến nhiều sự khích lệ cho chính Ngọc Tuệ và nhiều độc giả đang ở trong phòng ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, xin mời độc giả chị Kim Dung ạ. Chị Kim Dung trả lời là giúp nhớ tốt. Xin chị có thể chia sẻ một chút về cái câu trả lời của chị được không ạ? Dạ, xin chào. Mình quên biết trời 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 trời. 66 sách thì mình đọc tới đọc lui rồi, nhưng mà nhiều khi nó còn nhầm lẫn hoặc là nó có một cái gì đó không có mạch lạc lắm. Cho nên là đọc lại từng sách như thế này mà ngắn xúc tích như thế này rất là tốt. Dạ, Dạ, cảm ơn cô dạ. Kim Dung rất là nhiều về lời chia sẻ. Tức là sách vừa có sự hữu ích mà vừa giúp nhớ tốt nữa. Dạ vâng, dạ. Bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Đó là chúng ta sẽ dùng 5 từ trở xuống, có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 5 từ trở xuống để miêu tả những cái điều gây khó khăn hoặc là cản trở bạn trong quá trình học. Ngọc Tuệ ví dụ như là thời gian, không gian, hoặc là không có bạn học chung, vân vân. Chúng ta chỉ dùng 5 từ trở xuống để miêu tả những cái khó khăn mà mình gặp. Dạ, chúng ta bắt đầu ạ. Dạ, kỷ luật khi bận rộn. Trong quá trình học thì không biết anh chị em chúng ta có những cái khó khăn nào không thì chúng ta có thể chia sẻ vào trong đây 5 từ trở xuống thôi ạ. À. Dạ, có thể mang theo đọc. Dạ, thường hay phải học bù. Dạ vâng, học tại thấy có một câu trả lời rất là hay, đó là thường hay phải học bù. Độc giả tên là Thái An thì không biết là xin anh chị có thể mở micro và chia sẻ về cái vấn đề này được không ạ? À? Để anh chị em trong phòng của chúng ta nếu mà có thể vượt qua được cái điều này thì có thể chia sẻ lại cho anh chị ạ. À. Dạ thì là nhiều lúc nguyên một ngày đó mình ở bên ngoài mình bận rộn chuyện gì đó thì qua ngày mình không có học được thì qua ngày hôm sau mình phải học bù có phải không Trinh? Dạ vâng, thì là chúng ta sẽ gặp cái gọi là cản trở về thời gian đúng không ạ? Chúng ta chưa có kỷ luật trong cái việc là dành đúng cái thời gian đó trong mỗi ngày. Dạ. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị về sự chia sẻ rất là nhiều. Bận rộn, Dạ không gian ào, dạ, giữ sự liên tục. Dạ, những câu trả lời rất là thực tế. Với câu trả lời này thì chắc là em xin mời một sư Phúc đi. Một sư Phúc có thể đưa một vài cái gợi ý hoặc là những cái điều mà có thể giúp cho những độc giả của chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn này không ạ? À? thì trong cái mình khi mình đã dùng cái từ đó là hành trình khám phá, mà trong cái bài học của mình đó là mỗi ngày thực sự ra ngày hôm nay thì mình thấy là cũng có những cái bài học tĩnh nguyện khác nhau. Nhưng khi mà mình đã xác định đó, mình cùng với một cái hành trình trong một cái sách như vậy á,
thì ngoài cái thì giờ mình có những cái quyển mà trong cái sự là tĩnh nguyện hàng ngày của mình trong một cái tài liệu khác, thì đây là một cái tài liệu thì mình cũng cần phải giữ cái kỷ luật. Đúng như một chị em chúng ta đề cập á, là phải có một cái đôi khi mình phải học học bù, mình phải học bù cho những cái bài đôi khi trước đó. Nhưng mà dẫu vậy á, thì nếu như học bù á, thì mình cũng chỉ là một ngày thôi, chứ đừng có để nhiều quá. Mà nếu nhiều quá thì nó không còn là một cái hành trình khám phá nữa. Bởi vì sau khi một cái bài như vậy á, thì mình phải có những thời giờ để mình có thể đọc, rồi mình phải suy gẫm những cái câu hỏi bên dưới nữa. Cho nên cũng khích lệ các anh chị em á, khi mình đi với một cái hành trình khám phá như vậy á, thì mình phải giữ một cái kỷ luật rất là gọi là nghiêm túc, rất là gọi là mình phải kỹ lưỡng đó, để trong cái thời giờ của mình để mình có thể khám phá ra được trong cái những cái bài học của Kinh Thánh này. Đó là điều mà tôi cũng thấy được. Ngay cả bản thân tôi khi mà đọc cái quyển này thì tôi cũng phải có những ngày nó cũng bị phải bị cũng giống như chị em mình cũng đã đề cập, nó phải học bù. Nhưng mà khi mà mình đã ổn định á, thì mình cần phải đi mỗi ngày một bài thì vẫn là tốt hơn. Đó là cái cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho tất cả các anh chị em. Dạ, em cảm ơn một sư phụ rất là nhiều. Và nếu như anh chị em nào chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm mà có thể giữ được kỷ luật về thời gian học, hay là học ở không gian ồn mà có thể tập trung được, nếu mà mình không có thể nào ở trong cái không gian mà yên lặng được, thì chúng ta có thể vào group Zalo và chia sẻ với nhau sau, để mà chúng ta có thể có được những cái cách học hiệu quả hơn. Dạ vâng, mặc một câu hỏi cuối cùng thôi. Câu hỏi này thì thuộc dạng là chia sẻ, cho nên nếu mà anh chị em nào muốn chia sẻ thì chúng ta có thể giơ tay để Ngọc Tuệ có thể mời anh chị em chia sẻ, bởi vì câu trả lời cho câu này có thể sẽ hơi dài. Đó là trong quá trình học thì anh chị em đã học bằng cách nào và nó đã hiệu quả ra sao? Hãy chia sẻ cách học của quý anh chị em. Bởi vì Ngọc Tuệ biết là mỗi anh chị em thì sẽ có một cách học khác nhau á, cho nên là nếu mà chúng ta cảm thấy cách học của chúng ta hiệu quả, chúng ta có thể chia sẻ, bởi vì biết đâu là một anh chị em nào đó trong cái buổi tối ngày hôm nay có thể thấy cách đó hiệu quả. Ngọc Tuệ ví dụ như là với Ngọc Tuệ thì Ngọc Tuệ sẽ học theo cách đó là mỗi bài thì Ngọc Tuệ sẽ đọc cái phần kinh thánh trước, sau đó thì sẽ đọc bài, và sau khi đọc bài lần một xong đó, Ngọc Tuệ sẽ ghi ở trên ở trên này là một cái tiêu đề mà mình tự đặt ra, tức là do mình tự tóm tắt, để sau này khi mà mình lật lại mình có thể dễ hình dung được cái bài đó nội dung tổng thể là gì, rồi cứ highlight, rồi ở mỗi đoạn thì sẽ ghi chú những cái tiêu đề ngắn ngắn cho cái đoạn đó, thì khi mà mình lật lại mình dễ học hơn. Thì đó là cách mà Ngọc Tài cảm thấy là mình học hiệu quả. Thì không biết là các anh chị em nào chúng ta có chia sẻ cách học nào không ạ? Dạ vâng, với câu hỏi này thì nếu mà quý anh chị em chúng ta chưa có thể trả lời liền thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua đến phần tiếp theo, đó là phần chia sẻ của một sư pastor Dallas Esty. So now, Pastor Dallas Esty, you will share with Vietnamese readers some important things in the book of James, and Pastor Lam Hồ Phúc will translate into Vietnamese for us. So, yeah. Okay, well, good evening. Xin And chào các quý vị trong buổi tối. it is really great to be here. Rất là tuyệt vời chúng ta cùng có mặt ở trong chương trình này. I'm really excited to be able to talk with you about the book of James. Tôi rất là vui để các chị em về sách Gia Cơ. Although we as Christians, I suppose, are not supposed to have favorites among our children. Có thể chúng ta có thể là những người con cái của Chúa, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng không biết là thích thú sẽ nói những điều này khi những điều này ở trong vòng các người con của mình. And each of the books of the Bible are special in the same way. Trong trong từng sách ở trong Kinh Thánh thì là cũng có những cái cách đặc biệt ở trong từng từng sách đó. The book of James is really special to me. Đối với sách từ tính Gia Cơ là một sách rất là đặc biệt đối với tôi. And to so many other Christians. Và cũng như là một sách đặc biệt đối với nhiều cơ đốc nhân. Because of its practical wisdom.
Bởi vì đây là một thư tín nói về những cái sự khôn ngoan ở trong cái thực tiễn, ở trong sự thực hành. I think no matter where we live, Cho dù chúng ta sống ở một nơi nào, or the job that we do, or our life circumstances, cho dù công việc của chúng ta là công việc gì hay là trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta đang sống. that the godly wisdom that's in the book of James is very beneficial. Và sự khôn ngoan ở từ ở trong sách Gia Cơ là một là những điều rất là đặc biệt. So it is a pleasure to be with you this evening. Cho nên tôi rất là vui và tôi có mặt với tất cả anh chị em trong buổi tối hôm nay. So I have some slides. Tôi có một vài cái những cái màn hình chiếu và cái slide để chương That trình này. will help us as we go through our discussion tonight. Để giúp cho chúng ta có thể đi vào trong cái sự thảo luận trong chương trình buổi tối hôm nay. So to begin with, I have a few photos of myself and my family. Trước khi trình bày thì tôi có một vài tấm hình để tôi giới thiệu về tôi và cũng như gia đình của tôi. So my wife greets you. Vợ của tôi là Rachel. And she and I have been praying for this. Okay, sorry. Yeah. I was saying that she and I have prayed for this evening. Tôi và vợ tôi rất là vui và cũng có mặt ở trong chương trình buổi tối này. And we're just expecting on the Lord to do some good. Và tôi cũng có lời chào thăm quý vị để mong đợi những điều mà Chúa sẽ làm những điều đặc biệt trong buổi tối hôm nay. Okay, good. Well, tonight I thought there would be two things that we could study together. Trong buổi tối nay tụi tôi thiết nghĩ rằng sẽ có hai điều mà chúng ta sẽ nói đến với nhau trong chương trình này. So the first thing that I thought we could spend some time with Điều đầu tiên là chúng ta sẽ dành khoảng thời gian để trình bày. is that we can look at the book of James. Chúng ta sẽ trình bày về trong sách Thư Tín Gia Cơ. Alongside other books of the New Testament. Trong sách Thư Tín Gia Cơ cùng với các sách còn lại ở trong trong sách trong Kinh Thánh Tân Ước. The reason why I thought this would be valuable Điều lý do mà tôi suy nghĩ bởi vì những điều này là những điều rất là giá trị, nó cũng rất là giá trị và rất là phù hợp. is because sometimes when we contrast two things, Bởi vì the contrast khi chúng ta có thể để một cái điều gì đó trong cái sự tương phản với nhau. makes it a little more sharp. Khi để ở trong cái sự tương phản như vậy á, thì những cái điều đó nó trở nên rất là được sắc bén và rất là rõ ràng cho chúng ta có thể nhìn thấy. Also, I know that when we become Christians, Và điều này cũng như khi mà chúng ta trở nên một cơ đốc nhân. we are often encouraged to read the Gospels or maybe a letter of Paul, like 1 Corinthians. Chúng ta thường được khích lệ để đọc thư tín các sách Phúc Âm và cũng như một vài thư tín của sứ đồ Phaolô. And then when we read James later, Và rồi khi mà chúng ta sau đó thì chúng ta mới đọc tới thư tín Gia Cơ. it's easy to think about James in the same way that we do Paul. Và rồi khi như chúng ta làm như vậy thì chúng ta có một cái suy nghĩ đọc thư tín Gia Cơ thì cũng giống như những sách của thư tín của sứ đồ Phaolô. But they're a little different. Nhưng mà thật sự ra thì có một sự khác biệt ở trong cái việc này ở trong sách Gia Cơ. And then the second tonight, Điều thứ hai trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nói đến. I thought we could look at a specific passage that's a challenge for us tonight. Chúng ta sẽ nói đến một phân đoạn Kinh Thánh cụ thể mà phân đoạn Kinh Thánh đó sẽ nói đến cái sự thách thức ở trong đời sống đức tin của chúng ta. Okay, so as we have discovered, as we have worked through this book, Và rồi khi mà chúng ta có thể khám phá hay là chúng ta có thể học ở trong Thư Tín Gia Cơ. the book of James was written by James, the brother of Jesus. Thư Tín Gia Cơ thì được viết bởi Gia Cơ là một người anh em với Chúa Giêsu.
who after Jesus rose from the grave, À, rồi khi mà Chúa Giêsu là đấng ngài đã sống lại từ nơi mồ mả. he became the pastor of the church in Jerusalem. Và rồi người em trai về phần xác của Chúa Giêsu thì ông đã trở nên một vị mục sư ở tại Jerusalem. So James is the pastor of the mother church. À, chúng ta được biết rằng Gia Cơ là một vị mục sư của một hội thánh mẹ. Hội thánh có nghĩa là hội thánh. And he is responsible for shepherding many of the early Christians. And he's responsible, James was responsible for shepherding many of the early Christians. Hello. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Sorry, I was saying that James, in his role as pastor at the Church of Jerusalem. Yes, I already translate this word Oh, for. okay. Yeah. Okay, good. Sorry, there's a little Mục technical sư Phúc ơi, difficulty there. nhưng mà mọi người không có nghe mục sư, hồi nãy mục sư bị gì á? À, bây giờ xin nói lại ha. Gia Cơ là em trai về phần xác của Chúa Giêsu và ông là một vị mục sư hội thánh mẹ, và hội thánh mà nơi ông chủ tọa đó, ông quản nhiệm á, thì có lẽ là mở ra những hội thánh nữa nên gọi đó là hội thánh mẹ. So, one of the most important aspects of James's writing, his book, À, một trong những khía cạnh rất là quan trọng mà xưa mà Gia Cơ đã viết cái thư tín của ông. is that he is expanding on the teaching of Jesus. À, ông ta đã dành tất cả những phần nghiên cứu về sự giảng dạy của Chúa Giêsu. But in a very practical way, Và điều này và những sự giảng dạy của ông ấy thì rất là thực tiễn ở trong đời sống. that will help many people. Và điều này đã giúp đỡ cho rất là nhiều người. So when we talk about the book of James, À, và khi chúng ta nói về thư tín Gia Cơ, we describe it as being wisdom literature. à, chúng ta có thể được xem đây là một cái thể loại văn chương khôn ngoan. Because we can read it over and over again. À, bởi vì chúng ta có thể đọc thư tín này đọc đi đọc lại được nhiều lần. And each time the Holy Spirit works in our lives Và mỗi lần chúng ta đọc như vậy thì Đức Thánh Linh sẽ hành động ở trong đời sống của chúng ta to challenge us deeper and deeper every time. và sẽ tiếp tục để thách thức cho chúng ta để đi sâu vào ở trong những lời ở trong tín Gia Cơ. So, for example, when we look at the opening of James, Mục sư Phúc ơi, không không nghe được bên mục sư á, mục sư. Sorry, Dr. Douglas. You just continue. I will do the translation. Okay. So as I was saying that as an example, Yeah, chẳng hạn như
When we look at gaining wisdom, Khi chúng ta nhìn vào vấn đề có được sự khôn ngoan, as it says in chapter 1, verse 5, giống như ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5. we can never have enough wisdom in our lives. Có thể là chúng ta chưa có kinh nghiệm cái sự khôn ngoan đó trong cuộc đời chúng ta. That's something that we continue to strive for over and over again. Đó có thể là điều mà chúng ta cứ cố gắng nỗ lực để có được. So this is the beauty of James. Cho nên đó là cái vẻ đẹp của sách Gia Cơ. Is that it tries to develop wisdom in our lives. Đó là điều mà chúng ta cố gắng để phát triển ở trong cuộc đời của chúng ta. So if we look at the various New Testament writers, Nếu chúng ta nhìn vào cái điều này của tác giả. some of you may be familiar with Peter and Paul and John. Khi chúng ta nhìn vào những cái tác giả Tân Ước thì có thể một số chúng ta sẽ quen thuộc với những tác giả giống như là Phi-e-rơ, Gia-cơ, Phi-e-rơ, Phao-lô và Giăng. So compared to them, James only wrote one book. So sánh với những người này thì Gia-cơ chỉ viết một sách mà thôi. Where Peter, Paul, and John wrote most of the New Testament. Trong khi đó thì Phi-e-rơ, Phao-lô và Giăng thì họ viết nhiều sách ở trong Tân Ước. By the way, this is Theo one of. Go ahead, sorry. nhà theo cái cách này thì This is one of the oldest paintings of each of these folks. Một trong những cái bức tranh sớm nhất vẽ các sứ đồ. And as far as archaeologists have discovered, Và các nhà khảo cổ học họ đã có thể tìm thấy được. they did not paint James. Thì trong những số bức tranh này thì họ không có tìm thấy được bức tranh của Gia Cơ. They painted a number of people, but not James. Họ thấy được tranh của một số người nhưng mà không có tranh của Gia Cơ. But this does not mean that James is not important. Nhưng điều này không có nghĩa là Gia Cơ không quan trọng. It's just that many early Christians, Chỉ có nghĩa điều đó chỉ có nghĩa là nhiều cơ đốc nhân ban đầu kind of took James for granted. thường họ không họ xem nhẹ ông James, họ không có xem ông là quan trọng. Yes, so this is why James is also really special. Đó là lý do vì sao mà Gia Cơ cũng rất là quan trọng. Because he has a unique voice. Bởi vì ông có một cái tiếng nói rất là đặc biệt. So, Pastor Phúc, please let me know when you are ready. okay, yeah, I'm ready. I'm Yeah, ready. yeah, thank I hope you. I'll Yeah, keep one. Okay. I will Okay, pass to River Phúc again. yeah, sorry. At least, yeah. That's good. So, all that to say, most Christians are more familiar with Peter, Paul, and John. Có thể nói rằng hầu hết các cơ đốc nhân thì rất là quen thuộc với Phaolô, Phêrô và Giăng. So we'll make some basic contrasts. Và như vậy thì chúng ta có thể This, là tương phản các bạn. all of these books are equally inspired by the Holy Spirit. Nhưng mà tất cả những sách này thì hoàn toàn có sự giống nhau, đó là được sự hà hơi bởi Đức Thánh Linh. But each book has a different purpose. Nhưng mà từng sách thì có những cái mục đích khác nhau. And as Christians, it helps us to understand the purpose of each book of the Bible. Và là trong trong từng sách để giúp cho chúng ta là những cơ đốc nhân có thể hiểu được trong cái mục đích của từng sách. So first, we'll look at Paul. Trước nhất thì chúng ta cùng xem về sứ đồ Phaolô. So Paul wrote at least 13 books of the New Testament. Sứ đồ Phaolô đã viết ít nhất là 13 thư tín ở trong But sách nước. James only wrote one. Nhưng mà Gia Cơ thì chỉ viết có một sách mà thôi. Paul and James were both Jewish. Sứ đồ Phaolô và Gia Cơ đều là người Do Thái. But Paul was a missionary to non-Jews.
Nhưng mà sứ đồ Phaolô là một người truyền giáo cho dân ngoại. And because he was a missionary to non-Jews, Bởi vì ông ta là một sứ đồ Phaolô là một nhà truyền giáo cho dân ngoại. a lot of his thinking Cho nên nhiều những cái điều mà trong cái suy nghĩ của sứ đồ and Phaolô his writing và cũng như trong cái những cái bài viết của ông was designed to demonstrate the truth of the Christian faith to non-Jewish people. và những cái điều đó được phác họa, được hướng tới là những cái lẽ thật cho về những lẽ thật của Cơ đốc nhân dành cho những người Cơ đốc nhân mà dân ngoại. So if you've ever been to church, Nếu như mà mình ở trong hội thánh của Chúa, and the pastor gives a rousing sermon, nếu như một vị mục sư mà giảng một cái sứ điệp về giống như là về một rất là cái những cái sự tổng quát đó, that is the way that Paul wrote. cũng như trong cái cách đó là cái cách mà sứ đồ Phaolô đã viết về thư tín của mình. Paul would engage in arguments. Sứ đồ Phaolô thì ông lại tham dự vào trong những ông lại đưa ra những cái sự lập luận, những cái lý lẽ của mình. To challenge the church to follow Jesus. Để thách thức những hội thánh cùng theo để bước theo Chúa Giêsu. And sometimes to correct them when they got off track. Và cũng như trong cái sự sửa dạy họ khi họ có những cái điều gì đó họ trong những sự sai trật của họ. But James is much softer touch. Nhưng mà đối với Gia Cơ thì dường như nó có một cái sự đụng chạm nó nhẹ nhàng hơn. James is trying to care for our souls. Trong Gia Cơ thì lại quan tâm đến cái điều ông quan tâm đến đó là phần linh hồn. By teaching us a really good way to live. Ông dạy dỗ cho những cái phương cách để làm sao sống cho được tốt hơn. By teaching us how to worship God in our lives. Cũng như trong cái sự hướng dẫn để chúng ta thờ phượng Chúa ở trong đời sống hàng ngày, trong đời sống của Cơ đốc nhân. Now, if we go to John, Và rồi nếu chúng ta đi vào trong trong của sứ đồ Giăng. we will see that John wrote five books of the New Testament. Chúng ta được biết sứ đồ Giăng đã viết 5 sách ở trong Kinh Thánh Tân Ước. And James only wrote one. Nhưng mà Gia Cơ thì cũng chỉ viết có 1 sách mà thôi. But again, even as John was Jewish, like James, Cũng tương tự như vậy, Giăng và Gia Cơ đều là người Do Thái. they had different ministries. Và họ có những cái mục vụ và họ có những cái lĩnh vực khác nhau. And John's ministry encouraged him to think about the majesty of God. Sứ đồ Giăng thì ông lại có một cái điều đặc biệt đó là ông nhìn về trong cái điều mà rất là tuyệt vời, rất là sự vĩ đại, vinh quang của Chúa Giêsu. So, for example, when we think about the beginning of John's gospel, Ví dụ như chúng ta thử suy nghĩ về trong chương thứ nhất của sách Phúc Âm Giăng. it is a reflection on how wonderful Jesus is. Trong cái chương thứ nhất đó đã gợi mở ra về một cuốn Chúa Giêsu thật là tuyệt vời. And his relationship to the Father. Và rồi Ngài có một mối liên hệ mật thiết với Cha của Ngài. So that's the some of the ideas that John was very interested in. Và đó là những điều mà sứ đồ Giăng rất là thích thú và ông chú tâm vào những điều đó. But James' ministry was different. Nhưng mà đối với Gia Cơ thì cái mục vụ hay là trong cái chức vụ của ông thì hoàn toàn khác. He had to care for people that was in the churches. Ông lại quan tâm, ông lại chăm sóc những tín hữu ở trong hội thánh của Chúa. As they would go out on missions and then come back to Jerusalem. Khi ông đi ra, ông là thực hiện cái công tác truyền giáo và xong rồi thì ông quay trở lại ở trong thành Jerusalem. So if we look at Peter, Và khi chúng ta cùng xem xét về sứ đồ Phi-e-rơ, we'll also see that Peter wrote three books of the New Testament.
À, chúng ta được biết rằng sách Führer, ông Führer đã viết ba sách ở trong Tân Ước. Or I should say was involved in the creation of three books of the New Testament. À, tôi có thể nói rằng là như là một cái điều sáng tạo ở trong sách thứ ba, trong kinh thánh Tân Ước. And James only wrote one. À, nhưng mà Gia Cơ thì cũng chỉ viết có một sách. In some ways, Peter's ministry was closest to James of anyone else's. À, bác có thể nói rằng là trong các thư tín của Phêrô thì lại rất là gần gũi với thư tín của Gia Cơ hơn hết các trước giả khác. But he, like Paul, had a bigger view of the world because of his ministry. À, bởi vì cũng tương tự như sứ đồ Phaolô thì Phêrô lại có một cái tầm nhìn lớn hơn trên thế giới này, ở trên thế gian này. One thing that makes James unique À, is một điều làm cho khiến cho thư tín của Gia Cơ trở nên rất là độc nhất that more than any other New Testament writer, và trở nên một độc nhất hơn tất cả những thư tín hay là trước giả khác của ở trong Kinh Thánh Tân Ước. he seems to echo the teaching of Jesus. À, dường như thì tất cả những điều ở trong thư tín Gia Cơ như là một cái âm vang ở trong cái sự giảng dạy, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. So James has heard the teaching of his brother. Gia Cơ như là một cái người giảng dạy cho những cái người trong vòng giữa vòng anh em của Gia Cơ. Both before he was ready to believe, before the resurrection, À, trước khi mà ông tin trở nên một tín hữu đó, và trước khi ông trở nên một người hầu việc Chúa ở trước and then after the resurrection, when he was ready to believe, Và rồi khi sau khi Chúa Giêsu sống lại thì ông đã sẵn sàng để tin nhận Chúa Giêsu. and so he is distilling the wisdom of Jesus and the teaching of Jesus in his words. Và ông đã bày tỏ ra những cái sự giảng dạy về sự khôn ngoan của ông và đặt trên cái nền tảng về những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. So for myself, Và rồi đối với chính bản thân của tôi, when I read James, Khi tôi đọc thư tín Gia Cơ, I feel like that I'm hearing Jesus teach over and over again. và khi tôi đọc thư tín Gia Cơ, dường như tôi lắng nghe được những điều mà Chúa Giêsu Ngài đang dạy về những cái sự giảng dạy của Ngài và nghe đi nghe lại những điều đó. And I don't say that to take away anything from any of the other books of the Bible. Và tôi có thể suy nghĩ rằng đây là những điều mà không phải lấy ra được rút ra từ những cái sách khác ở trong Kinh Thánh. But I do say it to emphasize the unique voice and the unique place that James has among the books of the Bible. Nhưng mà tôi có thể nói rằng đây là những điều được nhấn mạnh, những cái điều độc nhất và có được ở trong thư tín Gia Cơ và chỉ có ở trong thư tín Gia Cơ mà thôi. Very good. So at this time, Rất là tuyệt vời và trong trong thời điểm này, ngay trong thời điểm này. let's look at a couple of the statements that James makes in his book. Trong thời điểm này thì chúng ta cùng xem qua một vài câu nói được ghi lại ở trong thư tín Gia Cơ. So, writers in the ancient world, Được viết ở trong trong thế giới cổ xưa. often were very clear about what they wanted to write about in the beginning and ending of the book. Và những cái ngay được viết ở trong thế giới cổ xưa là những điều được viết từ ban đầu và cũng như trong cái sự kết thúc của sách đó. They weren't sometimes as I don't well I want to say sophisticated, but they weren't sometimes as developed as say modern movies. Tôi có thể nói rằng giống như là cái phần đầu giới thiệu, sau đó cái phần được phát triển ra giống như là một cái hình ảnh về giống như là một bộ phim như vậy đó. Giống như là một cái They were hình ảnh. more likely to just come right out and tell you what they were going to do. Không phải là những điều đó bắt đầu phải vô là bắt đầu sẽ nói liền những điều mà được diễn ra.
So this is the reason why we look very carefully at the beginning and ending of a book in the New Testament. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải chú tâm vào trong những cái phần giới thiệu phần đầu rồi cũng như trong cái phần kết thúc của sách đó hay là của cái phần mà trước giả viết. So let's begin with the opening of James. À, chúng ta cùng xem coi cái phần mở đầu của thư tín Gia Cơ như thế nào. I know it's written on the screen, but let me read it anyway. À, tôi biết rằng ở trong có ở trên cái màn hình ở trong câu đầu tiên những câu đầu tiên trong thư tín Gia Cơ. So this letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. À, Gia Cơ, tôi tới Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. I'm writing to the 12 tribes, Jewish believers scattered abroad. Greetings. Và đặt cho 12 chi phái ở ở tản lạc và chúc sự bình an. So James is short and to the point. À, ở tại đây chúng ta thấy sứ đồ và ta thấy được Gia Cơ đã làm ngắn lại và đi đến một cái điểm, nói đến một điểm. But there is one thing that's very interesting. À, có một điều rất là thú vị ở tại đây. Is that he doesn't feel the need to introduce himself or to talk about who he is. Và chúng ta thấy như ông ta không có nói đến cái sự giới thiệu về 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 chính mình. So in our modern world, À, trong trong thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay. we like to have titles and names for ourselves. À, thường trong ta, thế giới hiện đại ngày nay thì chúng ta thường muốn mình là có một cái danh xưng nào đó hay là có một cái chức danh nào đó. And the same was true in the ancient world too. Và điều này nó cũng đúng với những người ở trong thời cổ xưa. It's kind of a human, it's a human tendency to put words about ourselves to make ourselves seem bigger than we are. Và cũng giống như có một khuynh hướng là người ta đặt để những cái lời về những cái chức danh cho bản thân của mình á trở nên là một cái điều rất là vĩ đại, được cái điều quan trọng hơn. But James does the opposite of this. À, nhưng mà Gia Cơ thì đã làm ngược lại với tất cả những điều đó. He just wants people to know. Và ông chỉ à, đối với Gia Cơ thì ông muốn những người xung quanh chỉ biết đến ông như thế này. That he is a Christian believer just like ourselves. À, ông chỉ muốn những người xung quanh biết ông giống như là một tín hữu của And Chúa, giống như chính bản thân chúng ta ngày hôm nay. what makes him special is his total devotion to the Lord. Và trong những điều mà ông bày tỏ ra có một cái sự khác biệt, đó là ông muốn dành dâng trọn đời sống mình cho Đức Chúa Giêsu. So this is the reason why he describes himself as a slave. Và đó là lý do tại sao mà ông đã mô tả chính bản thân mình như là một tôi tớ. So that God may be glorified. Và để rồi danh của Chúa được vinh hiển, được tôn cao. Rather than him glorifying himself. À, hơn là những chính bản thân của ông được tôn cao. So we see that James is fully committed to what God is doing. Và chúng ta nhìn thấy rằng sứ đồ à, thấy rằng Gia Cơ đã hoàn toàn đã dâng And trọn đời mình cho những điều như là Chúa Giêsu đã làm. this gives us a starting point to read his book. Và đó là điểm mà chúng ta cùng khởi đầu, cùng bắt đầu trong trong cái việc mà chúng ta đọc thư tín này. So we can even ask ourselves. À, cũng giống cho cũng tương tự những điều này chúng ta tự hỏi cho bản thân của mình. Are we fully committed to God's plan for our lives? À, chúng ta có dâng trọn đời sống của mình à, cho trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời hay không? If the answer is yes, À, chúng có một câu trả lời, đó là chúng ta vâng à, vâng lời Chúa và vâng theo những điều đó. then we are ready to read from James. À, khi chúng ta trả lời à, vâng theo lời Chúa thì đó là lúc chúng ta sẵn sàng để đọc thư tín Gia Cơ. But even in saying that, À, cho dù ngay cả khi mà chúng ta có thể nói được điều này, James is well aware
Và trong 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 Thư Tín này thì Gia Cơ cũng đã có cái sự nhận biết rất là cẩn thận, rất là kỹ lưỡng. And we see lots of examples in his book. Và chúng ta nhìn thấy có nhiều cái hình ảnh ví dụ ở trong Thư Tín của Gia Cơ. That James knows that life is very difficult. Trong trong Thư Tín này cho chúng ta được biết rằng Gia Cơ nhận biết rằng đời sống của con người rất rất là khó khăn. And that we will be tempted to give up. Và có thể chúng ta dường như dễ dàng bị cám dỗ, chúng ta bỏ những điều đó, chúng ta lìa bỏ những điều đó. And we'll get frustrated and we'll say hurtful things to other people. Và chúng ta có thể dễ dàng bị thất vọng hay là chúng ta bị tổn thương bởi những lời nói của những người khác. And we will be deceived by wealth and power. Và chúng ta có thể dễ dàng bị cám dỗ, bị lừa dối bởi những cái quyền năng, bởi cái quyền lực hay là sự giàu có. And other examples, and this is the reason why James emphasizes his commitment to the Lord. Và đó là những điều và lý do mà chúng ta nhìn thấy dân đã đề cập đến chúng ta cần phải dâng trọn đời sống mình cho Chúa. So that we too will be committed to the Lord. Và cũng giống như chúng ta ngày hôm nay cũng cần phải dâng trọn đời sống mình cho Chúa. One unique aspect of James' book. Có một cái điều rất là độc nhất, một khía cạnh độc nhất nữa ở trong Thư Tín của Gia Cơ. Is that unlike Paul, Cũng giống như là những điều để được gạch dưới hay là làm minh họa rõ hơn ở trong của sứ đồ Phaolô. he's writing to believers everywhere. Như là Thư Tín của Gia Cơ thì ông viết cho tất cả mọi người ở mọi nơi. So the principles that James talks about. Một nguyên tắc mà Gia Cơ đã nói đến. Are important for both brand new Christians and people who have been Christian for a long time. Nói đến đó là những tín hữu mới tin nhận Chúa hoặc là những tín hữu lâu năm ở trong Chúa. I have a friend of mine Tôi có một người bạn của who tôi. was a former student. Trước đây là một người bạn học học chung với tôi. And she is elderly. Bà ta là một người lớn tuổi. But she talks about how much she reads James. Bà ta chia sẻ và những điều rất là nhiều Because mà bà đã đọc được ở trong Thư Tín Gia Cơ. encourages her in her ministry and in her life. Bởi vì Thư Tín này đã khích lệ, đã nâng đỡ bà, đời sống của bà cũng như trong cái chức vụ hầu việc Chúa của bà. I have another former student. Và tôi cũng có một cái cựu sinh viên nữa. Who is a pastor of a church. Hiện tại bây giờ trở thành một vị mục sư ở trong hội thánh. And he told me one time Người này đã nói với tôi, có một lần người này đã nói với tôi. that James is his favorite book of the Bible. Người này nói rằng Thư Tín Gia Cơ là một thư tín mà ông thích thú nhất ở trong Kinh Thánh. Because when he's trying to shepherd people, Bởi vì khi mà ông ta thực hiện cái công tác trăng bày, that he has to go back to the way that shepherding has been done in the past. và ông ta trở lại những điều mà như là sự dạy dỗ về sự trăng bày mà đã được thực hiện So ở trong xứ. he learns from James how to shepherd. Và ông ta học được những điều ở trong Thư Tín Gia Cơ, trong phương cách mà Gia Cơ đã trăng bày. These are just two examples. Và đó là hai ví dụ. But they demonstrate the breadth of James. Và cũng như là những điều cục được trình bày phần còn lại ở trong Thư Tín Gia Cơ. And how effective what he wrote is. Và tất cả những điều đó nó có một sự ảnh hưởng ở trong những cái điều mà trong cái phần viết của Gia Cơ In the power of the Holy Spirit. và cũng như trong quyền phép của Chúa Thánh Linh. The final thing I want to mention Và điều cuối cùng mà tôi muốn đề cập đến tại đây in this opening verse ở trong cái câu
trong những câu mở đầu ở trong thư tín này. Is that James immediately starts with. Gia cơ đã bắt đầu với một điều. The difficulties that all Christians will face. Ông đã bắt đầu ở trong ngay trong những phần đầu tiên của thư tín Gia cơ thì ông đã đề cập đến sự khó khăn xảy ra trong đời sống của con người. So I'm going to tell you something that you know. Tôi muốn nói một điều mà để quý vị có thể nắm được. But it doesn't matter where you live. Cho dù là quý vị đang sống ở tại nơi nào. All of us will face difficulties. Và tất cả chúng ta đều phải đối diện với sự khó khăn. In life. Sự khó khăn ở trong đời sống của chúng ta. And as Christians, và như là một cơ đốc nhân, we will especially face troubles that come our way. Và đặc biệt đó là chúng ta cũng đối diện với những sự khó khăn xảy ra trong theo ở trong đời sống của chúng ta. Although James doesn't go into details about this, cho dù thì sứ đồ ở trong cho dù trong Gia cơ thì không có đi vào trong chi tiết của những điều này. We know from reading the whole Bible, chúng ta được biết khi chúng ta đọc ở trong cả bộ Kinh Thánh, that when we stand up for Jesus, khi chúng ta đứng về phía của Chúa Giêsu, and we live for God, và chúng ta sống cho Đức Chúa Trời, that the enemy Satan, thì kẻ thù của chúng ta đó là Satan, is going to try to mess with our lives. Sẽ tìm mọi cách để làm cho cuộc sống chúng ta trở nên bị xáo trộn. You know, I reflect to the time where I've served as a missionary. Tôi muốn chia sẻ điều này khi tôi là một giáo sĩ trong cái chức vụ Học Việt Cứu Giới là một giáo sĩ. And I had the opportunity to do missions in Africa. Tôi có cơ hội để cùng được Học Việt Cứu Giới là một giáo sĩ ở tại châu Phi. And sometimes I would meet people who, in preaching and teaching the Bible, Đôi khi tôi gặp những người mà giảng dạy lời Chúa ở trong Thánh Kinh. Who believed that if they just had more money, đây họ là những người chỉ tin tin một điều đó là họ có nhiều tiền. or they lived in America, Hoặc là những người này sống ở tại Hoa Kỳ. or they had more power, Hoặc là những người họ có những cái quyền lực. that life would be easy. Có những điều đó thì đời sống của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn. But life is difficult for everyone. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta thì sự khó khăn sẽ xảy ra cho tất cả mọi người. And this is why we hold on. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cũng cần phải nắm giữ to the truth of the gospel. Chúng ta nắm giữ những lẽ thật ở trong Thánh Kinh. Because the word of the Lord can change our lives. Bởi vì lời của Chúa Trời để thay đổi đời sống của chúng ta. And James's emphasis is on the day-to-day walk with Jesus. Và trong Gia cơ đã nhấn mạnh trong cái hành trình bước đi với Chúa mỗi ngày, mỗi ngày. So, dear brothers and sisters, thưa tất cả các quý anh chị em, when troubles of any kind come your way, khi mà những sự khó khăn, những sự thách thức sẽ đến với chúng ta ở trong nhiều phương cách khác nhau, consider it an opportunity for great joy. Hãy xem những điều đó như là cơ hội tốt lành ở trong cơ hội được vui mừng hay là cơ hội được tốt lành. Because when your faith is tested, your endurance will grow. Khi mà chúng ta trải nghiệm ở trong những sự thử thách đó và chúng ta được chịu đựng ở trong những sự thử thách đó thì chúng ta là những người sẽ trưởng thành, sẽ phát triển. Now, no one wants to go through troubles and testing. Lẽ đương nhiên thì không ai chúng ta muốn đi vào trong những cái thử nghiệm hay là những cái sự khó khăn, những thách thức. But without the trials, our faith doesn't grow. Và nếu như ngoài những cái thử thách đó, ngoài những cái sự tôi luyện đó thì đức tin của chúng ta không thể nào lớn lên được.
And so James puts this at the very front of his book. Cho nên đó là lý do tại sao mà Gia Cơ đã đặt để cái phần này ngay cái phần đầu tiên ở trong Thư Tín của ông. Because he wants us to understand the central difficulty of life. Bởi vì ông ta muốn cho chúng ta hiểu được rằng cái trọng tâm, cái sự khó khăn ở là trọng tâm ở trong cuộc đời của chúng ta. Are we going to obey God Và rồi chúng ta sẽ là những người vâng lời Chúa. and have a holy life? Và chúng ta giữ một đời sống thánh khiết. Or are we going to give up? Hay là chúng ta từ bỏ tất cả những điều đó. Do whatever we want. À, làm những điều mà chúng ta muốn. Pursue wealth or hurt other people. À, chúng ta đeo đuổi những sự giàu có hay là làm tổn thương người khác. And dishonor our Heavenly Father. Hoặc là chúng ta lại không vâng lời, không có sự tôn cao Chúa Cha chúng ta ở trên trời. So James comes and puts his arm on our shoulder. Và Gia Cơ đã đặt để những cái vũ khí ở trên vai của chúng ta. He gives us a hug in a sense. Và cũng như ông đã cho chúng ta một cái sự ôm vào, ôm chặt vào trong những cái ý nghĩa đó. To not hide that there's going to be troubles. À, ông không có che giấu những cái điều mà khi chúng ta ở trong những cái sự khó khăn. But to remind us that all of these troubles will lead to joy. Và ông đã đề cập đến tất cả những sự khó khăn đó sẽ dẫn chúng ta đến cái niềm vui mừng. Now, I want to jump to the end of the book. Bây giờ thì tôi muốn đi đến cái phần cuối của thư tín này. Because again, the very beginning and the very ending give us the most information about why James is writing. Bởi vì ngay cả phần đầu tiên của thư tín này và cũng như cái phần cuối cùng của thư tín này sẽ giúp cho chúng ta được biết mục đích của Gia Cơ viết thư tín này. So picking it up in chapter 5, starting in verse 19. Và chúng ta có thể cùng xem ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu thứ 19. James writes this. Gia Cơ đã viết như thế này. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back. Hỏi anh em trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc xa cách lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại. Remember this. Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. So, no matter what kind of life we live, Cho dù trong đời sống ở trong hoàn cảnh nào mà chúng ta đang sống, whether we live in Vietnam or the United States, cho dù chúng ta đang sống ở tại Việt Nam hay là chúng ta đang sống ở tại Hoa Kỳ, there's always going to be temptation to not honor God. luôn có những sự cám dỗ trong đời sống chúng ta đó là không có tôn kính Chúa ở trong đời sống của người đó. There will be temptation to turn away from Có một God. sự dỗ để khiến chúng ta xoay bỏ Chúa. And this is the type of trial that James mentions at the beginning of his book. Và đó là những cái điều cũng xảy ra ở trong những cái gọi là những cái chi phái mà khiến cho ông để viết cái thư tín này cho những người đó. So think about it like this. Và bây giờ chúng ta cùng phải suy nghĩ theo cái cách phương cách như vậy. When things get tough, what do we want to do? Khi mà trong đời sống chúng ta phải đối diện với những điều căng thẳng thì chúng ta sự khó khăn hay là căng thẳng thì chúng ta sẽ phải làm gì? When we see a big mountain in front of our walk, what do we want to do? Cũng như chúng ta nhìn ở phía trước chúng ta đó là một dãy núi rất là cao sừng sững thì chúng ta sẽ phải làm gì? We want to go around. Chúng ta muốn đi vòng qua Or we want to go back. hay là chúng ta muốn quay trở lại? Or maybe just hide. Hay là chúng ta là những người sẽ chạy trốn đi, chúng ta sẽ trốn So đi điều đó.
We have lots of reasons to give up on God. Và chúng ta có nhiều lý do để chúng ta khước từ Chúa. But none of these reasons are good. À, nhưng mà trong vòng những cái lý do đó thì hoàn toàn không có lý do nào là lý do tốt cả. And none of these reasons make our lives better. Và không có một lý do nào để khiến cho đời sống chúng ta được tốt hơn. And none of these bless others either. Và không có một lý do nào trong những lý do đó để có thể đem đến làm cho đời sống chúng ta được trở nên dễ dàng hơn. So whether it be trials or temptation, À, cho dù có những thử thách hay là những sự cám dỗ, we cannot turn away from the path that God has given us. và chúng ta không thể nào xoay khỏi con đường mà We Chúa đã must stay để faithful. trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta phải ở trong, chúng ta cần phải lưu lại ở trong con đường đó. So let's take the example of the mountain again. À, tôi muốn quay trở lại cái hình ảnh ví dụ mà tôi đề cập đến cái dãy núi. I do not know if there are mountains near you where you live. À, tôi không biết rằng có một cái ngọn núi nào ở gần cái nơi mà quý vị đang sống không. But I currently live in Kansas. À, nhưng mà trong hiện tại thì tôi đang sống ở tại Kansas. And it is totally flat here. À, ở trong cái nơi mà tôi sống thì hoàn toàn là bằng phẳng. So the mountain can be a metaphor or an À, image. à, giống như là trong cái hình ảnh về núi, giống như là một cái hình ảnh. But either way, all of us have walked up a hill. Và cũng như chúng ta, tất cả những mọi người chúng ta đều là những người phải bước lên cái ngọn đồi. And so we know that when we walk up the hill, Và khi mà chúng ta bước bước lên một ngọn đồi or the mountain, hay là bước leo lên núi, that we will see other people turn back. và khi chúng ta nhìn thấy những người họ quay lưng trở lại, Or maybe they'll stop and take a rest. hoặc là thấy những người mà họ dừng lại để mà nghỉ ngơi. And so James knows that this will happen in the Christian life. Và Gia Cơ đã biết tất cả những điều này xảy ra trong đời sống của Cơ đốc nhân. That we will encounter people À, khi chúng ta gặp gỡ những người gặp gỡ những who người have stopped going up the mountain. à, gặp gỡ những người mà họ dừng lại, không có đi đi qua cái ngọn núi. Or they've just given up on the Lord. Hay là trong hình ảnh đó là những người họ từ bỏ Chúa. And our calling as Christians Và sự kêu gọi ở trong đời sống Cơ đốc nhân của chúng ta is to encourage them to get back following Jesus. và chúng ta là những người hãy khích lệ họ hãy quay trở lại với Chúa Giêsu. So here's something that's very interesting to me in my context here in America. Và đây là những điều rất là thú vị cho chính bản thân tôi khi mà tôi là người đang sống ở tại Hoa Kỳ. In America, we find lots of Christians. À, tại Hoa Kỳ thì tôi thấy tìm thấy rất là nhiều Cơ đốc nhân. Who believe that the pastor's job is to call people back to the Lord. À, họ họ nghĩ rằng cái công việc của một vị mục sư đó nó là kêu gọi mọi người quay trở lại với Chúa. And that if you're not a pastor, you don't need to worry about other people. À, nếu như mình không phải là một mục sư thì mình không cần phải lo lắng về những người xung quanh của mình. But we remember that James was not writing to pastors. À, chúng ta ghi nhớ một điều, Gia Cơ thì viết thư tín của ông không phải viết dành cho những vị mục sư. He was writing to Christians everywhere. À, ông viết cho Cơ đốc nhân ở khắp mọi nơi. And he was telling everyone Và ông nói cho tất cả mọi người. that we all have the responsibility to bring people along on the journey. À, tất cả chúng ta là những người đều có trách nhiệm để đưa một những người xung quanh chúng ta trở lại trong cái hành trình. So if you see someone who's a Christian, À, khi mà chúng ta tìm thấy một một người là Cơ đốc nhân, and they are no longer going up the mountain, à, khi mà họ không còn có tiếp tục để leo lên cái ngọn núi, but have lain on the ground. hay là họ đang đang nằm ở trên cái trên ở trên trên đất,
or worse, going downhill, hoặc là họ đang đi xuống ở dưới then chân núi, ở chân đồi. you have the responsibility and calling to shepherd them yourself. Và chúng ta là những người có trách nhiệm hay là được sự kêu gọi để chúng ta có thể chăm sóc họ, chăm sóc những người đó. In that way, we are all truly pastors. Và đó là những điều được diễn ra, và chúng ta thật sự đó là những vị mục, là những vị mục sư thật. So if you know someone, À, như là có thể như là chúng ta biết một người nào đó, who wanders off the path, họ có thể đi, họ đi đi vòng, họ đi xa ở trong cái con đường, we gotta reach out to them chúng ta là những người cần phải được tiếp cận với những người đó. and shepherd them, pastor them back on the path. Chúng ta có thể chăm sóc họ, trang bày họ để đưa họ trở lại ở trong con đường. This is your ministry. Và đó là những cái công việc hay là đó là mục vụ của chúng ta. And this is my ministry. Và đó cũng là mục vụ hay là công việc của tôi. Whether pastor or lay person, Và cho dù chúng ta là mục sư hay là chúng ta là những tín hữu. it doesn't matter. Và điều đó thì không có gọi là không có không phải là thành một vấn đề. So even with all the difficulties of life, Cho dù có mọi cái sự khó khăn ở trong đời sống của chúng ta, we should always love and encourage people to come back to God. và chúng ta hãy yêu thương và khích lệ mọi người quay trở lại với Chúa Giêsu. And here we hear James echo the parable of the prodigal son. Đây là trong những điều mà chúng ta sẽ thấy có một cái âm vang ở trong cái câu chuyện về người con trai hoang đàng mà Chúa Giêsu đã từng giảng dạy. Many of you are familiar with this story that Jesus told. Tất cả chúng ta rất là quen thuộc ở trong câu chuyện Kinh Thánh này. That the father celebrates when the son returns. Và người cha đã tổ chức tiệc ăn mừng khi đứa người con trai hoang đàng quay trở về. The son gave up on his family and he gave up on God. Người con đã từ bỏ cha mình và cũng như từ bỏ Chúa. But before it was too late, he came back to his father. Và rồi không có quá trễ để rồi khiến cho anh ấy quay trở lại ở trong quay trở lại với người cha của mình. And so the father rejoices that the son has come home. Và người cha rất là vui mừng vì khi đứa con đã quay trở về nhà. In the same way, James is rejoicing. Và cũng như là Gia Cơ là người cũng thấy cũng bày tỏ ra sự vui mừng. Whenever one of us as believers, Và cho một trong những người chúng ta là những người tin nhận Chúa, là những Cơ Đốc nhân. turns a person who is sinning away from the error Chúng ta đã hướng dẫn cho một người tội nhân quay trở lại ở trong con đường của Chúa as it rescues them và để cứu họ. from death, from eating, what did the prodigal son eat? The pig, the food for the animals. Để cứu một cái người đó trong tội lỗi hay là cứu một cái người con trai hoang đàng để ăn những cái đồ dơ bẩn của động vật, của những con It vật. saves us from that. Và cũng như là tương tự những điều đó. And so we can see how James puts together his wisdom. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy cái phương cách mà Gia Cơ đã đặt để những sự khôn ngoan đã có một cái sự nối kết lại với nhau. From beginning to end, Từ ban đầu, từ cái phần đầu tiên cho đến cái phần cuối cùng ở trong he Kinh Thánh luôn. weaves ideas about being faithful to God. Và ông giống như là ông hòa quyện vào nhau để trong cái tất cả để hướng mọi người cùng hướng về Chúa. Into a beautiful cloth. Cũng giống như là một cái sự hòa quyện, sự đan xen giống như là một cái mảnh vải. That we can use over and over again to grow closer to the Lord. Và trong cái mảnh vải đó được sử dụng để đưa những người họ đến gần với Chúa. Well, I want to thank you for listening. Một lần nữa tôi muốn cảm ơn quý vị đã lắng nghe tôi And taking this journey through James. và đã có một hành trình ở trong Thư Tín Gia Cơ.
I believe wholeheartedly that the more you grow in your faith, the more God will use you in great ways. Và tôi tin rằng khi quý vị là những người tăng trưởng trong đức tin thì Chúa sẽ tiếp tục sẽ sử dụng quý vị một cách rất là rộng rãi, rất là lớn lao. And I added as a PS, as a postscript. Sorry. I added as like a final thought. Và tôi muốn thêm ở trong một cái phần cuối này nữa, trong một cái suy nghĩ What của tôi. James says there, that if we believe God, Gia Cơ đã nói nếu chúng ta tin Chúa that he will respond. và chúng ta tin Chúa và thì Chúa là đấng Ngài sẽ đáp lời chúng ta. Chúng ta trông So, cậy ta tin Chúa đó thì Ngài là đấng sẽ đáp lại chúng ta. I'm going to turn it over to Pastor here for the Q&A or whatever comes next. Và bây giờ tôi muốn trở lại đây để cho quý tất cả các anh chị em có những câu hỏi và tôi sẽ trả lời. Yeah, so thank you, Dr. Thank you, Pastor Dr. Douglas Estes and Pastor Book for your sharing and for your translation. Bây giờ thì chúng ta sẽ có tầm 5 phút để chúng ta nghỉ ngơi và để cho mục sư Phúc với lại mục sư diễn giả có thể nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ có 5 phút để nghỉ giải lao. Với anh chị Mình chụp em chúng hình ta trước tụi ơi, mình chụp hình là trước chúng ta tụi. có thể đi uống nước và nghỉ ngơi, và trước khi chúng ta làm điều đó thì mình sẽ chụp hình một chút để mình giữ lại kỷ niệm của buổi gặp ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý anh chị em chúng ta có thể mở màn hình lên để chúng ta có thể thấy mặt rõ và nhờ bạn Khang có thể chụp lại hình. Mọi người mở cam rồi em sẽ chụp một tấm hình. Dạ vâng. Rồi em đếm 1, 2, 3, chụp. Rồi một Yeah, tấm nữa Pastor nha. SD, we will take a picture together. So Ok. please, yeah, just Rồi smile. một tấm nữa nha. 1, 2, 3. Rồi. Dạ vâng, chúng ta sẽ trở lại trong vòng 3 phút nữa. Bây giờ là 8 giờ 47 phút. Chúng ta sẽ có 3 phút để nghỉ giải lao. Dạ.
Vâng, chúng ta đã hết giờ giải lao. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phần Q&A, câu hỏi mà quý vị đã gửi cho chúng tôi thì chúng tôi đã nhận được. Và bây giờ thì xin mời phần máy chiếu có thể chiếu từng câu hỏi. So now we will move to Q&A part, Pastor Douglas. So the first question, câu hỏi đầu tiên ạ. Xin phần máy chiếu hỗ trợ câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi đầu tiên, làm thế nào để thực hành sự mau nghe? Câu hỏi này nằm trong bài số 7. Nếu mà quý vị, quý anh chị em nào mà mình có sách mình có thể mở ra thì câu hỏi này nằm trong ngày số 7, làm thế nào để thực hiện sự mau nghe? How to practice be quick to listen. This is question number one. Question number one, how to practice the be quick to listen. Okay, Doctor Dallas. Sorry. Yes. Well, thank you for your questions, and I apologize if I went a little long in the teaching, but I want to be able to answer as many questions as you have. Tôi xin lỗi quý vị là tôi trong cái phần tôi hướng dẫn chia sẻ sứ điệp nó hơi dài mà tôi còn 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 phải có đến phần mà tôi phải trả lời câu hỏi nữa. So, this is a very difficult question. Đây là một câu hỏi rất là khó. And James does not go into detail about how to do this. Trong gia cơ thì không có đi vào trong chi tiết để hướng dẫn chúng ta trong cái phương cách nào để mình thực hiện điều này. But we do know that early Christians discussed this. Nhưng mà chúng ta được biết rằng trong những cơ đốc nhân đầu tiên đó thì có cái sự thảo luận như thế này. And it gives us some insight into what James meant. Và cho chúng ta có thể những cái điều thấu hiểu, những cái điều hiểu được sâu ở bên trong để mình có thể thực hiện. So one thing that early Christians talk about is habits. Trong những cơ đốc nhân trong thời hội thánh đầu tiên á thì thường nói đến những cái thói quen. So when we do something over and over again, we get a habit. Khi chúng ta làm một cái điều gì đó thường xuyên thì điều đó nó trở nên thành thói quen của mình. And over time, these habits direct our lives. Và khi cái điều mà thói quen nó trở thành cái thói quen trong đời sống của mình á thì cái điều đó nó sẽ chi phối hay là định cái hướng ở trong đời sống của mình. And so the early Christians believed. Cho nên những cơ đốc nhân trong hội thánh đầu tiên họ đã tin như thế này. And I should say that I'm speaking generally here. Tôi có thể nói một cách rất là tổng quát như thế này. That in order to be quick to listen, Để mà có thể chúng ta có thể để mau nghe, tập luyện cái việc mau nghe. that we had to practice and develop a habit in Chúng our ta cần lives. phải thực tập tập luyện cái thói quen ở trong đời sống của mình. So I will tell you the truth. Tôi muốn nói cho quý vị một lẽ thật này. But don't tell my wife. Nhưng mà đừng có nói cho vợ tôi biết. Because it is very difficult in marriage. Bởi vì điều này rất là khó ở trong cái hôn nhân của chúng tôi. To be quiet sometimes. Có những đôi lúc đó thì phải là yên lặng. But I've been married for 20 years. Tôi đã lập gia đình được 26 năm. And I have had to learn to listen. Tôi phải học một cái thói quen đó là lắng nghe. And sometimes I pinch my finger. Đôi khi tôi phải giống như là Just not to say something, so I can listen. tôi phải để cái tay tôi á là tôi phải để cái tay tôi đó và tôi chỉ lắng nghe và không có nói gì cả. Now, that is a little bit of a silly example. Và đó là chỉ là một cái ví dụ như giống như rất là buồn cười. But it is true that it was not something that came natural to me.
Nhưng mà những cái điều này đôi khi điều này nó không có thật, để trở nên là đến với tôi một cách rất là tự nhiên. I think what comes natural to all people. Nhưng mà cái điều mà đến rất là tự nhiên cho tất cả mọi người. Is to be quick to speak. Một cái thói quen tự nhiên của một mọi người đó là nói rất là nhanh. And so we have to train ourselves Cho nên chúng ta cần phải tập luyện cái bản thân của mình. to be quick to listen. Chúng ta phải nhanh, chúng ta phải mau nghe, nhanh nghe. And I do not believe that there is any simple solution to this. Và tôi nghĩ rằng không có một cái sự ví dụ nào hay là một cái sự cụ thể nào cho cái giải pháp này. I think that every day that we wake up, Tôi nghĩ rằng mỗi ngày mà chúng ta thức dậy, we have to ask God, chúng ta phải hỏi cầu xin với Chúa. "Please help me today to be quick to listen." Chúng ta phải cầu xin Chúa hãy giúp đỡ con trong ngày hôm nay, con được mau nghe. And then over time, we just get better at it. Và rồi thời gian những điều thời gian cứ trôi qua thì chúng ta sẽ quen với những điều đó. And this is that sort of very, very practical wisdom. Và đó là những cái nói về là một điều, đó là một sự khôn ngoan là thực tiễn ở trong đời sống của That con người. makes James different than other books in the New Testament. Đó là điều mà cũng khiến cho thư tín của sách của Gia Cơ đó trở nên là một sách hoàn toàn khác với những sách còn lại trong trong Tân Ước. So I will pray for each of you to be quick to listen. Và cho nên tôi cũng cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho tất cả quý vị là những người mau nghe. If you pray for me because I need it. Và quý vị cũng cầu nguyện cho tôi, bởi vì tôi cũng rất là cần sự cầu nguyện của quý vị. So is it question number one? Okay. Dạ, cảm ơn Mục Sư Phúc và thank you, Pastor Douglas, for your answer. So we will move to question number two. Trước khi mà mình qua câu hỏi số 2 thì có một bạn độc giả vừa mới nhắn tin vào trong phần chat, đó là mọi người nhận xét em là nhanh nói và đó là nhược điểm của em, thì làm thế nào để chậm nói? Thì không biết là qua câu trả lời và những cái ví dụ của diễn giả Douglas SD thì không biết là bạn có nắm được một phần nào chưa, hay là bạn vẫn còn muốn trả lời câu hỏi này à? Dạ cho em trả lời Dạ vâng. ạ. Dạ thật ra thì em khi mà có nghe câu hỏi đầu tiên á thì em cũng muốn là tìm cái câu trả lời cho em, nhưng mà khi mà em nghe trả lời câu đầu tiên của mục sư là làm cách nào để chậm nói thì em cũng có câu trả lời của em là cái câu hỏi của em rồi ạ. Dạ rồi, cảm ơn bạn Thu Huyền đã có phần phản hồi. So, one reader, she have a question, so she got the answer through your answer. Thank you, Pastor Douglas. So we move to question number two. Okay, Dạ. great. Dạ, bây giờ Yes. mình sẽ qua câu hỏi số 2 ạ. À. Thú vị là trong cái quyển sách này thì những câu hỏi mà ODB chọn ra hôm nay nó khá là thực tế, cho nên là hy vọng là quý vị sẽ ở lại đến cuối cùng để nghe hết câu trả lời. Câu hỏi số 2 nằm ở trong bài suy ngẫm số 8. Nếu anh chị em có sách thì chúng ta có thể mở ra, nằm trong bài ngày số 8. Câu hỏi ngày số 8 tôi không biết trả lời. Câu hỏi đó là: khi nghe lời Chúa, làm sao để biết cụ thể Ngài muốn chúng ta làm gì? Làm sao để chắc chắn rằng mình đang nghe lời dạy của Chúa chứ không phải nghe tiếng nói của bản thân? Và chúng ta cần thực hiện những hành động thiết thực nào? Yes, it's the questions from the day 8. Right, listening to God's word and Yes. knowing what he wants us to do. Well, that's a great question, and is it's a regular challenge for every Christian. Đây là một câu hỏi cũng rất là hay, và đây là cái sự thách thức rất là thường xuyên. Rất là thông thường, rất là phổ biến ở trong đời sống cơ đốc nhân. So there are two principles that I oftentimes teach to people.
Đây là hai cái nguyên tắc mà tôi thường xuyên dạy cho tất cả mọi người. The first one is this. Điều đầu tiên đó là That because we have relationship with God through Jesus. chúng ta có một mối liên hệ với Chúa yêu dấu của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. The closer that we are to God, the more that we understand him. Khi chúng ta càng gần Chúa thì chúng ta lại càng hiểu biết về Ngài nhiều hơn. And the more we understand him, the more we are easily able to know what he wants us to do. Và khi chúng ta càng gần Chúa thì chúng ta sẽ càng dễ dàng hiểu biết Chúa muốn chúng ta sẽ làm điều gì. So if we are not close to God, Nếu như chúng ta không gần gũi với Chúa, then it becomes a lot harder to know what he wants us to do. và chúng ta sẽ trở nên rất là xa cách và chúng ta sẽ không biết những điều mà Chúa muốn chúng ta sẽ làm. Many of you probably remember what it was like to be a brand new Christian. Chúng có thể trong vòng quý vị, trong vòng tất cả các anh chị em có thể nhớ rằng khi mình mới là And những người you were cơ like a baby. đốc, You had no idea what to do. cũng giống như mình là một đứa đứa bé như vậy, chúng ta không biết mình phải làm gì. And before too long, you at least had a general idea of what to do. Và rồi trong cái trong trong thời gian đi theo Chúa thì chúng ta sẽ cũng như là không biết được một cái điều gì tổng quát để mình có thể thực hiện được. So the closer we get to God, especially through studying the Bible. Và đặc biệt khi chúng ta càng gần với Chúa và điều cụ thể hơn đó là khi chúng ta học Kinh Thánh. Then the more we are able to understand what he wants us to do. Và chúng ta lại càng hiểu hơn những điều mà Chúa muốn đời sống chúng ta thực hiện. So in the United States we have an expression Cho nên ở tại Hoa Kỳ chúng tôi có một cái thành ngữ, có một cái lời diễn đạt that như we say that in business or in life that a person is on a need to know basis. Như ở trong công việc hay trong một cái việc kinh doanh thì một người cần phải nhận biết một And cái căn bản. what that means is your superior only tells you the minimum that you need to know. Và tất cả những điều đó, những điều mà được diễn ra thì chỉ nói cho mình những cái điều mà mình trong cái mức tối thiểu nhất mà mình cần phải biết. Now, I don't mean that in a negative way. Nhưng mà tôi thì không muốn nói cái điều này ở trong phương diện về trong cái sự tiêu cực. But it's designed to make life simple. Nhưng có một ý nhưng mà cái điều một ý nghĩa đó là hãy làm cho đời sống mình trở nên nó đơn giản hơn. So in the same way we talk here about God being on a need to us being on a need to know basis with God. Như là điều mà chúng ta đang nói ở tại nơi đây đó, cái điều đó là điều mà Chúa muốn chúng ta cần phải biết những điều rất là căn bản, rất là Let me see if I can explain it like this. tôi có thể giải thích theo cái cách như thế này. When Jesus called the first disciples, Khi mà Chúa Giêsu kêu gọi những môn đồ đầu tiên, he didn't tell them anything about the resurrection. Ngài không có nói cho họ biết về sự sống lại của Ngài. Or that they would become apostles. Hay là nói cho họ biết họ trở thành những sứ đồ. Or that they would be martyred for their faith. Hay là nói về cái việc mà cái việc hình thành cái đức tin của họ. If he had told them all those things, Nếu như mà Chúa Giêsu nói cho họ biết về những điều đó. who knows what their response would have been? Có lẽ là ai là người sẽ đáp ứng là cái lời mời gọi của Ngài. So instead, he just tells them to follow him. Nhưng mà chỉ có thay vì những điều đó thì Ngài chỉ nói một điều đó là gì? Hãy theo ta. So I think that God does the same thing with us. Và tôi nghĩ rằng Chúa cũng làm điều này ở trong đời sống của chúng ta. He just tells us the simple next step. Chúa nói cho chúng ta đó là cái bước kế tiếp là một cái bước rất là căn bản, rất là đơn sơ. Not all the steps.
Ngài không có nói cho tất cả mọi mà những cái bước, nhiều nhiều cái bước, hay là nói cho tất cả những cái bước đi. And then when we are faithful with the next step, Nếu như chúng ta cứ tiếp tục trung tín ở trong cái bước kế tiếp, then he tells us the step after that. và Ngài sẽ tiếp tục nói cho chúng ta những cái bước kế tiếp nữa, cái This bước is the sau. reason why being faithful in the small things is so important. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải trung tín với những điều rất là nhỏ và rất là And rất là đơn let me sơ. add one more thing, Để tôi có thể thêm một chi tiết này nữa. which is that sometimes Christians want God to speak to them audibly. Đôi khi một đời sống có đốc nhân thì muốn chính Chúa có một cái lời nói ở bên bên tai của mình. But I always feel that that is not healthy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái phương cách đó là một cái phương cách nó không có được gọi là khỏe khoắn, không có được Because mạnh mẽ. a lot of the times when God speaks audibly in the Bible, Bởi vì hầu hết tất cả những điều mà Chúa Ngài đã phán dạy thì Ngài đã bày tỏ ra trong Thánh Kinh. it's because God is not happy. Sorry. You say it. When God, so, a lot of times in the Bible, when God speaks out loud, Và có những điều, có những lần thì Chúa Ngài cũng đã bày bày tỏ ra qua những cái tiếng nói rất là lớn. it's never a pleasant experience for the person. Và những điều đó dường như đó nó không phải như là một cái sự kinh nghiệm ở trong đời sống của con người. So we should be faithful. Cho nên chúng ta cần phải mình phải có sự trung tín. So that God doesn't have to speak to us audibly. Và có thể là Chúa, God doesn't speak what, sorry, So we should honor what God has given us in the Bible. Và chúng ta được biết là tất cả những điều mà Chúa bày tỏ ra cho chúng ta ở trong Thánh Kinh. So that God does not need to speak out loud. Cho nên Chúa cũng không cần phải phán với chúng ta như một cái giọng phán là lo to lớn tiếng, bằng những cái lời lớn tiếng nữa. Well, and I'll add one more thing, Và tôi muốn nói thêm một điều này nữa. which is that God's next step for us usually will make us uncomfortable. Thường thì trong những cái bước kế tiếp đó, hay là một cái bước kế tiếp đó thì Chúa bày tỏ ra là những cái điều mà chúng ta cảm thấy không có được thoải mái, chúng ta không God có will được, tell us to walk up the mountain. và như là Chúa bảo chúng ta cần phải leo lên cái đỉnh núi. But our own inner heart and desire will tell us to walk down the mountain because it's easier. Nhưng mà trong lòng của chúng ta thường nói với lòng của mình đó là hãy đi xuống cái núi thì cái bước đó sẽ dễ dàng hơn. Yes. Không biết là quý vị rõ không ha, rõ được chưa ha? Nếu quý vị có thắc mắc thì có thể nêu cái vấn đề lên thì để cho có thể tác giả sẽ cho chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Dạ vâng, đây là phần trả lời của câu hỏi số 2 từ diễn giả. Thì nếu mà quý vị có thắc mắc gì thêm thì chúng ta có thể nhắn lại và ODB sẽ lưu lại câu hỏi đó và sẽ trả lời sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. So we move to question number 3. Dạ, câu hỏi thứ 3 nằm ở trong bài học ngày số 4. Nếu không vượt qua được sự thử nghiệm thì hậu quả sẽ là gì? Vì trong sách Gia Cơ chỉ nhắc đến điều tốt đẹp đang chờ đợi khi họ vượt qua. Có nghĩa là trong bài số 4 thì mình xin tóm lại cho quý anh chị em nào đọc lại. Thì chúng ta sẽ thấy là trong Gia Cơ chương 1 câu 12 thì Gia Cơ nói rằng là người chịu đựng thử thách sẽ được phước, vì một khi đã vượt qua những gian khó trong đời, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Tuy nhiên thì bạn độc giả này không tìm ra được cái hậu quả khi mà không vượt qua được thử nghiệm thì this is question number 3. Question number three, yes.
So the difficulty in this question, À, có một điều khó ở trong câu hỏi này. and it is a very difficult question. À, có thể nói rằng đây là một câu hỏi cũng rất là khó. Is James is using a hypothetical here. Let me think about how to say this. Okay. Let me try it this way. À, If tôi muốn I were nói một cái cách như thế này. if I were to ask you, what if you had this week for vacation? À, nếu như tôi hỏi quý vị là quý vị sẽ có điều gì ở trong cái tuần này, ở trong cái kỳ nghỉ ở trong tuần này. That is what we in English call hypothetical. Can you use this word, another words? Yes. So, if I were to say, what if you had the week off for vacation? You don't have the week off for vacation, but what if you did? À, nếu như quý vị mình muốn có một cái kỳ nghỉ ở trong cái kỳ nghỉ của mình mà mình không có cái kỳ nghỉ đó đó thì mình sẽ làm điều gì? Some of you would think about the work that you need to do. À, quý vị sẽ suy nghĩ một cái điều gì đó mình sẽ phải làm. Maybe some of you would think about visiting family. Một số người sẽ nghĩ mình trong cái kỳ nghỉ cuối tuần đó mình sẽ làm đó là mình đi thăm viếng một người nào đó. But the question is designed to be open. Và trong cái câu hỏi này là cái câu hỏi được đưa ra đó là những cái câu hỏi đi đến những cái điều đó được sẽ xảy ra ở trong cái cuối cùng cái điều đó sẽ được xảy ra. So when James talks about not passing the test, À, khi mà Gia Cơ nói về một khía cạnh đó là không thể vượt qua hay là không có thể không có trải qua được cái kinh nghiệm. on purpose, he does not mention the consequence. À, trong trong cái mục đích đó là ông không có nói đến cái hậu quả, ông không có đề cập đến cái hậu quả. Because he doesn't want you to think about the consequence Bởi vì ông in a yeah, he doesn't want you to think about the consequence in a concrete way. và ông không có muốn mình suy nghĩ đến cái hậu quả ở trong những cái phương cách cụ thể nào đó. He just wants you to get away from it, the bad. À, điều mục đích của ông đó là ông chỉ muốn mình là đi ra khỏi những cái điều xấu mà thôi. Okay, the best way I could think of explaining this À, trong cái cách mà tốt hơn tôi muốn giải thích như thế này. is that in some Hollywood movies, À, có một số những cái có những bộ phim ở ta hay của Hollywood. they don't show the bad guy or the villain. À, họ không có chiếu những cái người xấu ha, những cái người mà những cái người xấu ở trong những cái làng quê, ở trong những cái vùng quê. So they talk about the bad guy. À, khi mà họ nói họ dạy về một cái người xấu. And you might see some of the things that the bad guy does. Và mình có thể nhìn thấy một cái người đó xấu đó là đã làm những một số điều. Or you may even see like the back of the bad guy as he's running away from the bad things. À, có thể là thấy cái người xấu đó đó là làm những cái điều đã chạy khỏi hay đã đi ra khỏi những cái điều mà cái người đó đã làm những cái điều xấu. But that is a it's a technique. Và đó là giống như là một cái những cái kỹ thuật hay là những cái phương. Because it's easier to be scared of what you don't know than what you do know. À, đôi khi rất là cảm thấy chúng ta sợ những điều mà mình không biết. Những cái điều mà mình rất là sợ hãi đó, những cái điều mà mình không biết. So the not passing the test, it's
James doesn't want to talk about it because it's bad. Như là không có vượt qua những cái thử nghiệm đó, thì gia cơ thì không muốn nói đến những cái điều của những cái hậu quả, hay là nói đề nói đến những cái điều xấu. So he's only focusing on everyone passing the test. Cho nên gia cơ chỉ tập trung vào một điều, đó là tất cả mọi người đều phải vượt qua, phải trải qua được cái sự thử nghiệm. And that should be our focus too. Và đó là những điều mà chúng ta cũng cần tập trung ở trong đời sống của mình. Making sure everyone passes the test. Và chúng ta cũng cần phải chắc chắn rằng tất cả mọi người đều phải trải qua cái thử nghiệm. Let me try to give you another example. Để tôi có thể đưa ra quý vị một cái ví dụ khác. If you've read a lot of the Bible, Nếu như chúng ta đọc nhiều trong Kinh Thánh, you'll know that the Bible doesn't actually talk a lot about Satan. about what? The Bible does not talk a lot about Satan. Trong Kinh Thánh thì cho chúng ta được trong Kinh Thánh thì không có nói nhiều về Satan. Because his role is actually really small. Bởi vì cái vai trò của Satan rất là nhỏ. He is nothing compared to God. Satan không thể nào có thể so sánh được với Đức Chúa Trời. And so the Bible wants to focus almost all on the Lord. Cho nên các Kinh Thánh khi chúng ta đọc đó, đều tập trung vào Đức Chúa Trời. So in the same way, James wants to focus all on all of us passing the test. Cho nên tương tự như vậy thì Gia Cơ cũng tập trung vào trong một cái khía cạnh, đó là tất cả mọi chúng ta đều phải vượt qua những thử thách. And he has faith that we all can pass the test. Và Gia Cơ tin rằng cả chúng ta có đức tin để vượt qua những thử thách, những cái thử Okay, nghiệm anh. so kind of a technical question, but I hope that makes sense. Mà đây là một cái câu hỏi nó mang tính chất giống như là hơi kỹ thuật á, hơi hơi một cái sự xác định, chứ không phải là đi tìm cái hậu quả, mà cái việc đó là cái việc mà mình cần phải thực hiện được. Yeah, thank you for your answer. Đây là câu trả lời của câu hỏi số 3. Vì thời gian có hạn nên chúng ta sẽ nghe câu trả lời của hai câu hỏi nữa, và hai câu hỏi này cũng là hai câu hỏi thực tế nằm trong bài học của chúng ta. Xin bên kỹ thuật chiếu giúp mình câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7. Làm thế nào để một người vẫn có thể khá giả để trong mặt kép, hoặc sung túc cũng trong mặt kép luôn, trong thế giới ngày nay mà không phạm tội? Câu hỏi này nằm trong bài ngày số 26, quý vị có thể xem trong sách. Đó là câu hỏi Number trong... seven, Dr. Dulles. Yes. So, first of all, I think that the Bible is relatively clear that a person can be prosperous and not sin. Trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta có thể nhìn thấy một cái khía cạnh, đó là một người trở nên có thể là giàu có mà không có phạm tội. So those two things are not related. I mean, they're distinct from each other. They're different. Có thể nói rằng đây là một cái vấn đề, nó cũng có hai cái khía cạnh hoàn toàn khác nhau, hai cái khía cạnh nó hoàn toàn độc lập nhau. However, we know that with wealth and prosperity comes temptation to sin. Làm sao chúng ta có thể biết được rằng là cái sự giàu có của mình nó lại đến từ ở trong những cái việc mà bị cám dỗ? And so I think that the way that I look at it is, when God gives, let me say it like this, when God gives us a gift, Tôi muốn nói theo cái cách này, khi mà Chúa ban cho chúng ta một cái món quà, there are a lot of uses that we could put it to. và chúng ta có thể sử dụng cái món quà này, chúng ta có thể sử dụng cái món quà này trong We những nhiều cái cách. could put it
to help others. À, chúng ta có thể sử dụng cái món quà này để giúp đỡ cho người khác. We can put it to help ourselves. Và có thể chúng ta dùng cái món quà này để giúp đỡ chính chính bản thân mình. Which is not necessarily wrong. Và đương nhiên tất cả những điều này không phải là những điều cần là có cái sự điều gì đó sai trái. Or we can use it to put ourselves above others. Và hay là chúng ta có thể đặt cái điều này mình bản thân mình trên cái người khác. Which is sinful. À, hay là trong cái việc này mình là một cái người mình là phạm tội. So the more prosperity that we have, Khi mà chúng ta càng có những sự thịnh vượng mà chúng ta có, the more the temptation to use that prosperity for ourselves. và cái lại càng có một cái sự cám dỗ đó là dùng những cái sự thịnh vượng đó cho bản thân của mình. And the more we use it for ourselves, Và khi chúng ta càng sử dụng cho bản thân của mình, the more tempting it is to use it in a way that hurts other people. và chúng ta sẽ lại càng giống như mình sử dụng những cái điều đó trong những cái phương cách là mình giống như là mình hơn những người khác. So let me see if I can give you an example. À, để tôi cũng nói một cái ví dụ này cho quý vị. Do you have the lottery in Vietnam? À, ở tại Việt Nam chúng ta thì giống như là có gọi là xổ số kiến thiết đó hả quý vị? Well, I was asking, do you have a lottery like where you buy a ticket and you can win big money? Yes, Yeah, okay. All right. So, if you were to win the lottery, À, nếu như mình là một người trúng số. you would say as you're buying the ticket, À, quý vị là người được bảo để mua những cái tờ vé số. oh, I'm going to do so much good with this money. À, tôi khi mà mình trúng số tôi sẽ sử dụng làm nhiều điều tốt trong cái số tiền mà tôi được trúng. If I win, I'm going to give a lot of poor people help. À, tôi nếu mà tôi trúng số thì tôi sẽ giúp đỡ cho nhiều người nghèo mà họ đang cần cái sự giúp đỡ. But if you actually do win, À, nếu mà thật sự mình là một người đã chiến thắng, it's really hard to actually do the things you say you're going to do. và thật sự ra khi mà mình là một người chiến thắng là mình được trúng số thì cũng rất là khó cho mình có thể thực hiện cái điều đó. Because suddenly you realize that you need a new house or a new boat. Bởi vì ngay lúc bây giờ thì chúng ta tự nhiên thì mình nghĩ trong suy nghĩ của mình là tôi cần một cái căn nhà hay là tôi cần một cái có một chiếc tàu. Instead of helping your neighbor who is struggling. À, thay vì để giúp đỡ cho những cái người xung quanh mình họ đang có thể vật lộn ở trong cuộc sống của họ. So that is not in and of itself sinful. Và cho nên cái điều đó là những cái điều mà không phải là nói đến cái sự là mình phạm tội. But selfishness puts us on the road to sin. À, nhưng mà cái sự ích kỷ của mình á đặt trên những cái nhu cầu của người khác thì cái đó khiến cho chúng ta cái điều đó là chúng ta phạm tội. So the more selfish we become, Chúng ta càng ích kỷ. the more sin enters into our lives. Chúng ta càng ích kỷ thì chúng ta là càng có một cái điều những cái vi phạm tội lỗi ở trong lòng của chúng ta. So, I guess in my opinion, À, tôi có thể đoán ở trong cái suy nghĩ của tôi như thế này. I think that you need to, I think that you have to take your prosperity to the Lord. À, tôi suy nghĩ rằng điều mà bạn cần phải làm đó là bạn đem những sự thịnh vượng của bạn đến cho Chúa. And ask him what he wants you to do with it. Và cầu xin Chúa Ngài muốn bạn sẽ làm điều gì ở trong những sự thịnh vượng đó. Probably he will leave most for you. À, là có thể à, hầu hết thì Ngài để tất cả những điều đó cho mình. And you will help other people some. Và có thể mình giúp đỡ cho những người khác một phần nào đó. But sometimes he may ask for more.
Và đôi khi thì Chúa lại yêu cầu hay là muốn chúng ta phải làm thêm nhiều And hơn. so, the most important thing is following God's plan with your wealth. Và cái điều quan trọng đó là chúng ta cần phải đi theo cái kế hoạch một cách rất là cẩn thận ở trong đời sống của chúng ta. And dedicating your wealth and prosperity to the Lord. Và chúng ta hãy dâng những cái sự thịnh vượng đó, những cái tài sản đó ở trong ra cho Chúa và làm trong ý muốn của Chúa. I think if you do those things, you'll be safe. Và nếu như bạn làm tất cả những điều này thì bạn là người sẽ được cứu. Yeah, this is the end of question 7, right? Yes, thank you, yes. Yeah, Okay. thank you very much. Yeah, đây là câu hỏi cuối cùng. This is the last questions because we don't have time, so we stop Okay. here for the Q&A part. Chúng ta không có thời gian nên là chúng ta sẽ dừng lại ở câu hỏi số 7. Tuy vậy thì ODB vẫn sẽ trả lời đầy đủ những cái câu hỏi mà quý vị gửi đến trong nhóm Zalo, hoặc là quý vị nào dùng email thì chúng ta gửi email về cho ODB và ODB sẽ gửi câu trả lời đó cho quý vị tất cả, chứ không phải là câu hỏi của quý vị hỏi không, nhưng tất cả những câu hỏi mọi người hỏi ở trong cái khóa học này thì sẽ được tổng hợp và sẽ được gửi câu trả lời đầy đủ và chi tiết cho quý vị. Và nếu trong quá trình học thì nếu quý vị có thêm câu hỏi nào, quý vị cứ đừng ngại nhắn tin cho ODB để mà chúng tôi có thể nhận thông tin đó và gửi cho tác giả và mục sư Phúc để có thể hỗ trợ trả lời quý vị trong cái sự tốt nhất và nhanh nhất. Dạ vâng, và đến bây giờ thì cũng là 9 giờ 27 phút, gần 9 giờ rưỡi thì cũng là gần 2 tiếng thì chúng ta đã được lắng nghe sự chia sẻ của mục sư Douglas SD qua phần phiên dịch của mục sư Phúc rất là rõ ràng, chi tiết và đầy đủ. Thì nếu mà quý vị có thêm những cái thắc mắc hoặc là những cái đánh giá nào thêm về buổi tối ngày hôm nay, những cái điều gì chưa tốt thì xin quý vị cho thêm ý kiến. Bởi vì là chắc chắn là trong buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ có nhiều thiếu sót, cho nên mong quý vị, mong quý anh chị em chúng ta thông cảm. Thank you, Pastor Douglas SD, for your sharing and for accepting our invitation to spend your time to meet a Vietnamese participant this evening. So may God bless you and in your work and that you are doing, so that you can bring God's word to encourage many people in your church and many people in the world, like the way that you did to encourage us tonight. Dạ, cảm ơn Mục sư Phúc rất là nhiều vì hôm nay đã dành thời gian đến để phiên dịch để cho em cũng như là quý độc giả ngày hôm nay có thể hiểu rõ về cái nội dung và phần chia sẻ của mục sư nhiều hơn. Và thank you Miss Cho for joining with us tonight. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn quý anh chị em đã cùng ODB ở đến thì giờ này. Hy vọng là lời chia sẻ của diễn giả có thể đem đến sự khích lệ cho anh chị em, và đặc biệt rằng là chúng ta sẽ trung tín học lời Ngài, bởi vì điều này rất là khó để có thể duy trì. Nhưng mà qua ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị sẽ có thêm động lực cũng như là có sự cam kết học lời Chúa nhiều hơn. Và thời gian này thì chúng ta sẽ cùng cầu nguyện trước khi mà chúng ta kết thúc buổi gặp gỡ ngày hôm nay. So we will pray to before we close this program, Pastor. Em xin mời chị Ngọc sẽ thay mặt ODB để cầu nguyện kết thúc chương trình ạ. Dạ, xin quý anh chị em cùng hiệp ý và Ngọc xin được cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều vì giữa cuộc sống bận rộn ngày, Ngài đã cho chúng con có thể sắp xếp thời gian để ngồi dưới chân Chúa để nghe lời của Ngài. Chúa ơi, Chúa cho chúng con có một hành trình để cùng học sách gia cơ với nhau, để lắng nghe những điều Chúa dạy cho chúng con ở trong đời sống thực tiễn đức tin ở trong những ngày cuối rốt này. Xin Chúa dùng những lời của Ngài đã dạy qua sách gia cơ để khích lệ mỗi tấm lòng mỗi chúng con ở trong hành trình theo Chúa. Chúa ơi, chúng con đối diện với rất nhiều khó khăn, những thách thức, những cám dỗ ở trong cuộc đời của chúng con, và chúng con cần sự dạy dỗ của Ngài, cần những nguyên tắc ở trong lời của Chúa để chúng con có thể sống. Và Chúa ơi, chúng con thật sự cần sự khôn ngoan của Chúa trong mọi điều mà chúng con đối diện. Con cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi anh chị em của chúng con trong buổi tối hôm nay, dẫu có nhiều điều mà chúng con vẫn còn chưa hiểu, nhưng xin Chúa dùng điều đó để khích lệ mỗi chúng con tiếp tục trong hành trình học biết về Chúa, tiếp tục trong hành trình khám phá lời của Ngài
Và Chúa ơi, xin Chúa đừng để chúng con cũng chỉ học lời Ngài mà thôi, nhưng xin Chúa đánh động ở trong tấm lòng của chúng con để chúng con không chỉ học mà có thể thực hành làm theo, và chúng con kinh nghiệm được sự hành động và biến đổi của lời của Chúa ở trong đời sống của mình. Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con tiếp tục theo đuổi một thói quen để kỷ luật, để có thể học hỏi lời của Chúa, suy ngẫm và đáp ứng với lời của Chúa mỗi ngày, hầu chúng con kinh nghiệm được quyền năng hành động của Chúa trong đời sống của chúng con, và mỗi ngày chúng con trở nên kết quả cho Chúa nhiều hơn ở trong cuộc đời này, và chúng con sống làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa vì Ngài đã đem diễn giả đến để cùng học lời Chúa với chúng con, và cảm ơn Chúa vì Ngài cũng dùng một sư phúc để chuyển ngữ cho chúng con. Xin Chúa chúc phước cho mỗi người chúng con và tiếp tục khích lệ chúng con trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Chúng con dâng mọi sự ở trong tay của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ vâng, chương trình của chúng ta đến đây.